Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 miền Nam California, 16.12 miền Bắc California và Galaxy 19 trên toàn tế bào Hoa Kỳ và Canada. Sứ ngôn viên Lâm Hùng và Bảo Khanh xin thân ái kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi trước khi vào phần tin chi tiết, chúng tôi sẽ điểm tin những phần tin chính như sau. Các nước Bắc Âu đồng phản đối Nga, Belarus tham gia thể thao. Mỹ tìm kiếm mảnh vỡ kinh khí cầu của Trung Quốc. Trung Quốc xin lỗi về vụ kinh khí cầu trên không phận của Costa Rica. Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria đã có hơn 5.100 người chết. Lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian. Iran công bố căn cứ không quân đầu tiên dưới lòng đất. Và sau đây là phần tin chi tiết với sứ ngôn viên Bảo Khanh. Kính thưa quý vị, bản tin chi tiết đầu tiên của buổi trưa ngày hôm nay đã cho biết là các nước Bắc Âu đồng phản đối với Nga và Belarus tham gia thể thao. Ủy ban Olympic Bắc Âu vừa mới gửi một công văn cho Ủy ban Olympic Quốc tế IOC vào hôm thứ Ba để nhắc lại sự phản đối của họ đối với việc các vận động viên của Nga và Belarus đã được cho phép tham gia các môn thể thao quốc tế. Và hồi tháng trước, IOC cho biết là các vận động viên từ Nga và Belarus có thể được phép tranh suất tham gia Thế vận hội Olympic ở Paris vào năm tới thông qua vòng loại châu Á. Giờ không phải là thời điểm thích hợp để xem xét sự trở lại của họ. Đó là quan điểm của chúng tôi, đã được tuyên bố. Và các vận động viên từ Nga và các nước láng giềng Belarus là quốc gia trợ giúp cho cuộc xâm lược của Moscow ở Ukraine từ một năm trước, đã bị cấm tham gia nhiều cuộc thi quốc tế kể từ đó. Và các nhà tổ chức Thế vận hội Paris 2024 cũng cho biết là họ sẽ tuân theo quyết định của IOC về việc ai được phép tham gia cuộc tranh tài này. Tuyên bố chung vào hôm thứ Ba của Ủy ban Olympic Bắc Âu, Ủy ban Paralympic và Liên đoàn Thể thao cũng cho biết là họ kiên quyết phản đối việc các vận động viên và các quan chức của Nga và Belarus được phép tham gia các môn thể thao quốc tế. Và hồi tuần trước thì Latvia, Lithuania, Estonia và Ba Lan cũng đã kêu gọi các cơ quan thể thao quốc tế cấm các vận động viên của Nga và Belarus tham gia Thế vận hội và các sự kiện khác trong khi cuộc chiến tranh ở Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Kính thưa quý vị, quay sang phần tin, Mỹ tìm kiếm mảnh vỡ kinh khí cầu của Trung Quốc. Lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ hôm 6 tháng 2 đã thành lập một khu vực an ninh tạm thời ở vùng biển ngoài khơi South Carolina. Trong quá trình quân đội tìm kiếm các mảnh vỡ từ kinh khí cầu Do Thám của Trung Quốc đã bị máy bay chiến đấu của Mỹ bắn hạ, Tòa Bạch Ốc đã cho biết sẽ giữ cách tiếp cận bình tĩnh trong quan hệ với Bắc Kinh. Tổng thống Joe Biden nói với báo giới quan điểm của ông là phải bắn hạ khinh khí cầu và ông bác bỏ câu hỏi liệu vụ việc có làm suy yếu quan hệ Mỹ-Trung hay không. Không, chúng tôi đã nói rõ với Trung Quốc những gì chúng tôi sẽ làm, ông nói. Họ hiểu lập trường của chúng tôi sẽ không lùi bước. Chúng tôi đã làm đúng và vấn đề không phải là yếu đi hay mạnh lên, đó là thực tế. Phát ngôn viên an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc, ông John Kirby, đã cho biết rằng việc khinh khí cầu bay ngang qua Mỹ không giúp cải thiện quan hệ vốn đã căng thẳng với Trung Quốc và bác bỏ lập luận của Bắc Kinh rằng khinh khí cầu có mục đích khí tượng. Tuy nhiên, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Corinne Jean-Pierre đã nói với một cách tiếp cận của Hoa Kỳ trong quan hệ với Trung Quốc là sẽ giữ bình tĩnh và Trung Quốc có quyền quyết định liệu họ có muốn xây đắp từ cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11 năm ngoái hay không. Kính thưa quý vị, Trung Quốc xin lỗi về vụ khinh khí cầu trên không phận của Costa Rica. Chính phủ của Costa Rica vào hôm 6 tháng 2 đã nói là Trung Quốc xin lỗi vì một khinh khí cầu đã bay qua lãnh thổ quốc gia Trung Mỹ này, sau khi một khinh khí cầu khác đã bị nghi ngờ là gián điệp của Trung Quốc bay qua Hoa Kỳ
đã gây ra một cuộc xung đột chính trị và ngoại giao lớn. Một máy bay phản lực của quân đội Hoa Kỳ đã bắn hạ khinh khí cầu ngay ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương vào hôm thứ Bảy, sau nhiều ngày đồn đoán về nhiệm vụ của nó. Vào hôm ngày 6 tháng 2, Tổng thống Joe Biden đã khẳng định rằng quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc không bị suy yếu bởi vụ việc này. Theo một tuyên bố ngắn gọn từ Bộ Ngoại giao của Costa Rica, thì chính phủ của Trung Quốc thừa nhận rằng một trong những khinh khí cầu của họ đã bay qua Costa Rica và Đại sứ quán của Trung Quốc tại San Jose đã xin lỗi về vụ việc này, đồng thời cũng khẳng định là khinh khí cầu tập trung vào nghiên cứu khoa học, chủ yếu là nghiên cứu về thời tiết. Tuyên bố cũng cho biết là các quan chức của nước này đã được các quan chức của Trung Quốc cho biết là đường bay của khinh khí cầu đã đi chệch khỏi kế hoạch ban đầu và nó có khả năng hạn chế trong việc sửa lỗi. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì đã nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh vào hôm ngày 6 tháng 2 rằng khinh khí cầu đã được phát hiện ở Mỹ Latin đã được sử dụng cho mục đích dân sự. Quay sang phần tin, lũ lụt từ sông băng đe dọa các cộng đồng ở châu Á, Nam Mỹ. Kính thưa quý vị, các con sông băng trên núi tan chảy ra và gây ra cái sự nguy cơ lũ lụt ngày càng tăng đối với khoảng 15 triệu người trên khắp thế giới. Các cộng đồng tại châu Á đối mặt với những nguy hiểm lớn nhất. Theo các nhà nghiên cứu, trong một phúc trình được công bố vào ngày 7 tháng 2, dòng chảy từ các sông băng tan chảy thường động lại ở các hồ cạn, bị giữ lại bởi đất đá. Rủi ro xảy ra khi một hồ nước tràn đầy, vượt qua rào cản tự nhiên của nó và tạo ra một dòng nước đổ xuống các thung lũng trên núi. Các nhà khoa học lần đầu tiên đánh giá có bao nhiêu người trên toàn cầu có nguy cơ bị lũ lụt này, phát hiện ra rằng hơn một nửa dân số dễ bị tổn thương sống ở Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc và Peru. Nguy hiểm cao nhất, thưa quý vị, là họ báo cáo trong một cái nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communication, khi mà có một số lượng lớn người sống ở gần hồ, lũ lụt bùng phát ở hồ băng được dự báo sẽ trở nên tồi tệ hơn trong điều kiện khí hậu ấm dần. Nói chung, các sông băng trên thế giới đã mất khoảng 332 gigaton băng, thưa quý vị, 332 gigaton băng mỗi năm từ năm 2006 cho đến năm 2016. Kể từ năm 1990, thì số lượng và thể tích các hồ băng trên toàn thế giới đã tăng khoảng 50%. Trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã có hơn 5.100 người thiệt mạng và lực lượng cứu hộ đã chạy đua với thời gian. Vào ngày 7 tháng 2, lực lượng cứu hộ đang phải vật lộn để đào lấy người ra khỏi những đống đổ nát của các tòa nhà đã bị sập trong một cuộc chạy đua với thời gian, khi số người bị thiệt mạng vì trận động đất trên một khu vực rộng lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hiện đã vượt qua con số là 5.100 người. Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter là một trận động đất kinh hoàng nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1999, đã xảy ra vào sáng sớm thứ Hai ngày 6 tháng 2, và trận tiếp theo diễn ra vài giờ sau đó. Hàng ngàn tòa nhà đã bị sụp đổ, bệnh viện và trường học cũng đã bị phá hủy và hàng chục ngàn người bị thương hoặc là mất nhà cửa ở một số thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ là ông Tayyip Erdogan cũng đã tuyên bố là 10 tỉnh là vùng thảm họa, áp đặt tình trạng khẩn cấp trong khu vực trong 3 tháng. Một quan chức của Liên Hiệp Quốc cũng cho biết là hàng ngàn trẻ em có thể nằm trong số những người đã bị thiệt mạng. Thời tiết mùa đông khắc nghiệt cũng đã là cản trở các nỗ lực tìm kiếm và vận chuyển hàng cứu trợ, đồng thời cũng khiến hoàn cảnh của người dân vô gia cư càng trở nên khốn khổ hơn. Một số khu vực không có nhiên liệu và điện. Các quan chức viện trợ đã bày tỏ quan ngại đặc biệt về tình hình ở Syria, vốn đã bị ảnh hưởng bởi một cuộc khủng hoảng nhân đạo sau gần 12 năm nội chiến. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của đài IBC và chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.